rồi. Mắc hồ 25 tuổi. Em có muốn sống cùng với con không? Dạ muốn, em sợ bỏ con á. Sợ quá có một đứa bé. Bỏ nó là ai nuôi nó, là ai lo cho nó. Cuộc sống của em không có cha rồi, em biết. Không có ai lo. Vợ nó bệnh tới giờ, nó làm tới thị phi, nó phải về thôi. Sợ nó bỏ con nó, tội nghiệp. Giờ sớm này họ thấy tôi về không ai cho mượn tiền. Già rồi tôi chết cũng được, để có đồng nào tôi lo cho con tôi đồng nấy, đặng nó lo cho con nó còn nhỏ khổ quá chú ơi. Tôi có con dâu tôi thương nghe. Đi qua toilet trên nhà em. Với lại mẹ hai chóng mặt nó đi té xe hoài. Vậy mình lo dâu mới đúng chứ. Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Ca Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang của bác anh chị. Thì trong suốt 2 ngày nay Phong Nguyễn mới nhận được một thông tin từ phía một người chị ở địa phương ở đây thông báo cho Phong là một cái gia đình nhỏ, là hai chồng trẻ, là có một cái đứa con còn rất là nhỏ, mà trong khi đó là người vợ đang lâm vào thế nguy kịch. Phải nói là cái sự sống tính bằng từng ngày của bác anh chị. Thì để biết rõ hơn về câu chuyện ở đây thì xin mời chị kể sơ hoàn cảnh của gia đình ở đây ha. Dạ, thì cháu bé ở đây thì được 20 tuổi, sinh con được 15 tháng. Rồi đầu tiên thì phát bệnh tràn dịch màng phổi, có nằm bệnh viện đa khoa ở Mỹ Tho điều trị 1 tháng. Rồi về thì bệnh cũng bớt, rồi về sau thời gian cái bé thấy mệt. Mệt rồi đi lên bệnh viện Chợ Rẫy khám thì phát hiện bé bị tim. Mà dạng như tim đập nhanh. Rồi mới đầu thì cũng thấy tưởng bệnh nhẹ, thì bác sĩ nói chuẩn bị khoảng chừng 30 triệu lên điều trị. Rồi ở nhà cũng ba chồng và mẹ chồng cũng chạy dạy mượn bà con được 30 triệu lên cho bé điều trị. Nhưng mà bác sĩ thăm khám lại thì nói tim của bé thì biến chứng trở nặng. Giờ không đủ tiền, bảo về nhà chuẩn bị khoảng 100 triệu rồi lên mình đốt, giống dạng mình nói đốt tia laser vậy. Rồi giờ bé, giờ gia đình giờ cũng cũng chạy mượn nhiều chỗ rồi. Giờ không biết sao, giờ mạng sống của bé thì tính từ ngày. Mà giờ con bé thì còn nhỏ, chồng thì giờ cũng đi làm mướn. Còn mẹ ruột thì cũng bệnh nằm, còn mẹ chồng thì bán vé số, ngày cũng không có nhiều. Thì trước nhất em cũng cảm ơn chị nha. Thì mình cũng đã đi gần như là tới nơi rồi. Thì để Phong Nguyễn chị sẽ vào bên trong để chia sẻ hình ảnh cho bà cô bác xem. Trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả mình đồng quân nha. Rồi cả nhà trong đây hả chị? Dạ. Em thấy cái nhà kế bên hình như đang xây hả chị? Dạ, nhà bên đó là của cậu của bé đang làm. Cậu hai của bé. Cậu hai. Dạ, bé ở có như đây. Dạ. Chào gia đình nha. Bữa nay có anh Phong Nguyễn đến nhà mình chia sẻ cái hoàn cảnh của con. Thì giờ con bệnh thì con cũng chia sẻ cho mấy mạnh thường quân biết rằng bệnh tình của con. Thôi để anh chờ trò chuyện ha. Anh chào cô nha. Cô đây là sao với bé gái bị bệnh vậy? Tôi là mẹ. Thì cô sao mà cô cũng nằm đây nữa? Tôi bị tim, bị đường cao, bị huyết áp cao. Huyết áp với đường cao ha? Với máu mỡ. Còn bé nào sao mà nó ở đây rồi cô? Con bé đó con á, con nó bệnh chết. Cái này cũng con của cô luôn? Đứa lớn nó bệnh chết. Chết còn... mấy năm rồi. Này là con gái út của cô hả? Dạ, gái út. Rồi chị thắp giùm em cái nén hương ha, để em thắp cho bé nó. Con cô mất lâu chưa? Mất hôm nay cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Dạ. Trời ơi, bị gì mà mất dữ rồi cô? Bị tim, rồi bị phổi, rồi bị khối u, khối thư đó. Bị khối u, rồi bị ung thư đó. Mất ở trên bệnh viện đó, chạy hết nổi nha. Dạ dạ. Ở đây để em thắp cho. Rồi. Rồi thôi bữa nay anh xuống đây cũng chia sẻ hình ảnh của gia đình em để cứu lấy đứa em gái của em. Thì em cũng phù hộ cho bà con cô bác Mạnh Thường Quân với những khán giả quan tâm ủng hộ cho em được tiến hành phẫu thuật nha.
Rồi sao cô thấy tình hình cô sao giờ? Tôi giờ nó mệt. Nó mệt mà. Cô đang ngồi được không? Được. Dạ. Tim ba lá. Sao nhà bị bệnh tim quá trời vậy? À, ngồi cạnh con gái của cô, con dâu không cô? Con gái à? Ngồi đây được không? Dạ thì được. Ủa còn cô ở đây là sao? Là mẹ chồng. À, là mẹ chồng của con bé ở đây. À, là đứa bé này là sao? Cháu nội. Cháu nội của cô. Ừ. Là con của con bé ở đây. Con cô. Dì. Dạ, là dì ha. Dạ dạ. Thì con bữa nay là con là kênh YouTube Phong Nguyễn. Con nghe được cái thông tin lời cầu cứu của bà con ở đây. Thì chính vì vậy bữa nay là cái ngày con có mặt để xem cái tình hình như thế nào. Em khóc rồi, xin phép em gắn được không? À. Em thấy anh cứu em rồi. Tại sao có người giúp đỡ cho em? Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Em tên Nguyễn Thị Ngọc Diệu, em 20 tuổi. Tên gì em? Nguyễn Thị Ngọc Diệu. Nguyễn Thị Ngọc Diệu. 20 tuổi. 20 tuổi. Tại vì nhà kế bên cũng đang làm nhà cô chú anh chị, nãy là Phong có nhờ là tắt cái máy đục. Nhưng mà còn cái công việc hàng ngày giống như là ta kiếm sống, nhưng mà cũng nên là âm thanh nó hơi ồn. Nên mong bà cô bác cũng thông cảm thương Phong mà bỏ qua nha. Rồi cái tình trạng của em bệnh là bây giờ như thế nào vậy? Dạ mệt, thở không nổi, tim đập nhanh. À, mệt quá rồi tim đập không nổi hả? Đập nhanh quá, đập nhanh hả? Dạ. À, rồi lấy giấy tờ bệnh cho con xem sơ ha. Hả cô ha? Ừ. Giấy tờ cũng có đầy đủ ở đây của chú anh chị. Thì Phong chủ yếu là xem lại một lần nữa cho ông bà cô bác xem thôi. Chứ mà những cái bệnh án với sổ hộ nghèo á thì Phong đã xem qua hết. Che là đừng có quay cái tên tuổi. Bên YouTube nó không cấm, không có cho quay mấy cái thông tin. Rồi hiện tại chồng em đâu rồi? Dạ chồng đi làm. Đi làm hả? Ừ, chồng đi làm công việc gì? Dạ mượn mướn. Mượn mướn. Ai thuê gì làm đó hả? Dạ. Ừ. Rồi bác sĩ lên chẩn khám rồi bác sĩ nói em như thế nào? Lúc đầu bác sĩ nói là đốt 2D. Nó nói là bác sĩ đòi 30 triệu về mượn bà con ăn xớp thì nói vậy đó. Gán gom đúng 30 triệu. Cái lên tại bác sĩ nói là tim em đập nhanh phải đốt 3D, không có đốt 2D không được. Nó lại đòi 100 triệu. À. Nằm bệnh viện 8 ngày bác sĩ cho về. Là hiện tại là nghe cái thông tin là đi lên chẩn là chuẩn bị giống như vay mượn vòng vòng được 30 triệu đồng. Lên bệnh viện là tưởng đâu là lên sẽ làm được. Nhưng mà chút cuộc là cái tim em tiến triển là nó nặng. Bác sĩ nói là bệnh phức tạp hơn những người bình thường. À. Em bị lạnh hay là sao? Em bị nhức chân. Nhức chân nữa hả? À. Nhức chân dữ lắm, nhức ngủ không được luôn. Em sinh bé này ra là em có giữa chén hay là tắm giữa sớm không mà sao mà cái chân em nhức như vậy? Dạ không, mà sao không biết nhức vậy nữa. Rồi bữa nay là anh đi xuống đây cũng là một cái cơ hội nào đó mà có thể là anh có thể dành cho em thôi. Chứ mà anh không có tiền bạc gì hết trơn á. Cũng mong Mạnh Thường Quân thấy hình ảnh của em để cứu lấy em ha. Em cũng dáng cố gắng trò chuyện. Rồi để Mạnh Thường Quân biết được mình đang như thế nào, sức khỏe mình ra sao. Và đặc biệt là còn đứa con của em ở đây nữa. Mà sao em khóc? Dạ em mong Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em, thấy anh xuống em mừng vậy đó. Mà em nằm vậy em có hay niệm Phật không? Dạ có. Dạ bữa giờ khi mà gia mượn vòng vòng hết được có 30 triệu vậy đó. Thì em có suy nghĩ là mình sẽ như thế nào không? Dạ em suy nghĩ lúc đó là em nói là gán là chạy cho hết bệnh rồi dậy đi làm trả cho người ta từ từ. Mà ai về cũng phải bác sĩ nói là trị không có được, tại vì phải cần thêm tiền bác sĩ không cho ở. Là bác sĩ phải kêu cần thêm tiền. Mà mấy bữa nay rồi, anh đi xuống mà chồng em vẫn đi làm hả? Dạ chồng làm tới khuya mới về. Làm công việc mà tới khuya là công việc gì vậy em? Dạ đi sửa, người ta mướn gì làm nó đi sửa đồ này nội. À, sửa đồ là may mặc hả? Dạ không, sửa điện. Sửa điện? Đi ống nước cho người ta đi theo với anh kia. À, sửa ống nước hả? À. Đi theo cái anh kia dẫn cho đi. Thấy mẹ chồng của em ngồi khóc rồi thấy không? Mẹ chồng thương em nhiều không? Dạ nhiều.
Là bình thường lúc trước em không có bệnh là mẹ chồng em có qua đây không? Dạ có. Ừ, có à. Nhưng mà có thường xuyên không? Dạ thường xuyên. Ừ, cũng qua phụ ở đây ha? Dạ, thì kiểu như em làm chị nhà xong rồi em giữ con rồi vậy phụ giữ giúp em. Ừ. Rồi căn nhà ở đây là sao vậy em? Cái nhà này là người ta cho. Lúc trước là cái nhà sập sệ dữ lắm. Cái đầu cái anh kia làm từ thiện, anh kia lỡ anh kia cho mười mấy triệu hay gì đó, em cũng không rành nữa. Người ta cứ gần là người ta nói là làm xong cho mình vậy thôi. Là cái nhà này là người ta giúp hỗ trợ cho mình. Dạ. Thì còn cái vấn đề mà cái nền đất này là sao, đất của mình hay là sao em? Dạ, đất là đất của ông cậu mua. Ừ, nhưng mà có thuộc quyền sử dụng của mình không? Thì có cái nền nhà vậy không? Có nền nhà ha. Dạ. Ừ. Mà anh thấy cái nhà sao mà có khúc không? Phía sau là nhà em có để gì không? Có để đồ ấy không? Ừ. Trên nghe thông tin là ở nhà mà sao không có toilet là sao anh không hiểu? Lúc trước là có toilet, có cái nhà bếp nhỏ nữa. Mà nó bỏ người ta kiểu như ông anh á, ổng cất nhà giờ ổng lấy lại. À. Giờ ổng có chỗ đi vệ sinh luôn, có đi ké. Ừ. Là bây giờ là không có cái toilet để đi vệ sinh luôn. Dạ. Là do cái lý do là giống như là người ta lấy lợi để làm nhà ở ha. Dạ. Ừ. Anh chi. Rồi em có giống như là em nằm vậy ha, có ngồi vậy được không? Khó thở quá em ngồi vậy. À khó thở quá ngồi vậy không được ha. Ừ, bé coi chừng nó trúng bụng mẹ nó nè. À. À, thấy thương quá ông bà cô bác ơi. Vậy là cái số tiền nằm xuống con. Vậy là bây giờ là cái số tiền mà của bác sĩ yêu cầu mình tiến hành cái vấn đề mà đốt cái 3D. Đốt 3D cái tim của em đúng không? Dạ. Là 100 triệu. Dạ. Thì bây giờ là dây mượn vòng vòng mới được có 30. Dạ. Thì bữa giờ có cô bác hoặc là có ai đã biết cái hoàn cảnh của em chưa? Dạ có cô. Cô lúc có phút ở dạy trên trường á. Cô góp được 10 triệu. Cô đó làm sao với em? Dạ lúc trước là cô dạy trên trường, cô cái em mới nói với cô cũng làm từ thiện. Cái đầu cô dạ. Cô đó là cô dạy em lúc trước hả? Dạ không. Kiểu như là cô dạy trên trường thôi chứ không có dạy cho em. À, cô dạy trong trường thôi. Nhưng mà biết hoàn cảnh của em là cô cũng có kêu gọi hả? Cái số tiền cô di vận động là giúp cho em được nhiều chưa? Được 10 triệu, còn cô nói thêm hay không thì do tùy duyên của em. À, bên cô là cũng hỗ trợ được 10 triệu. Vậy là gia mượn là được 30 triệu. Rồi cái số tiền mà bên người ta hỗ trợ là được 10 triệu là 40 triệu. À, cái số tiền lên tới 100 triệu là còn thiếu 60 nữa. Trời ơi. Dạ. Em à. Rồi sao cô? Bữa nay con đi tới rồi làm phiền cô quá hả? Đâu có, tôi chú tới tôi mừng cho cháu tôi có chút đỉnh tiền đang nó tị bệnh nó, gia đình khổ quá chú ơi. Cho Mạnh Thường Quân cho chút đỉnh tiền cho cháu tại bệnh nó chứ giờ con để sợ nó chết bỏ con nó. Tôi nuôi không nổi chú bác sĩ. Dạ. Yeah. Sao mà gia đình mình con thấy toàn bệnh tim không vậy cô? Dạ hồi đó má không có đâu. Lần này nhỏ nó cũng bị, lần này cũng bị nữa. À. Là cô tổng cộng là hai đứa con. Hai đứa. Dạ. Con gái lớn của cô thì đã mất rồi. Mất hồi 25 tuổi. 25 tuổi. Ừ. Là cách nay 4 năm. Ừ. À. Rồi cô bị như thế nào, bị bệnh như thế nào nữa? Em bị đi khám thì người ta nói bị tim ba lá vậy á. Mà lâu lâu nó mệt, với bị đường cao, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Ôi, bệnh báo chính bác sĩ đi. Dạ. Hiện tại bây giờ là cô cũng mệt. Dạ. Thì
cái bà xui mới qua đây là phụ giữ bé nhỏ đây. Dạ. Rồi sáng giờ em ăn uống gì chưa? Dạ sáng ăn nửa gói mì tôm. Ừ, ăn mì tôm hả? Cái này là em thích ăn mì tôm hay là sao? Dạ không phải. Ừ, chiên sao mà? Không có gì để ăn. Sao mà không có gì để ăn? Nói anh nghe nói là cũng mượn được là cũng 30 triệu chứ mà bên phía nhà trường á cũng giúp cho em được 10 triệu là 40 triệu em mà. Em đâu có dám ăn đâu, tại tiền nó để chữa bệnh. Ăn rồi không có tiền chữa bệnh rồi sao? Là không dám ăn. Dạ không dám ăn. Tại vì đâu có, nếu mà ăn rồi thiếu, ví dụ như thiếu vài chục ngàn tiền đâu vô bù. Không có tiền bù. À. Rồi mấy bữa nay chồng em có nói gì không? Chồng nói thôi đừng có gầu, từ từ mà tính. Ừ. À, thế mẹ em khóc thấy chưa? Người mẹ chồng mà thương con dâu tới mức độ như thế này nè cô chú anh chị. Chứ anh nói em nghe á, là cái gì đi nữa, bây giờ cho dù á là có cô bác giúp hoặc là không có cô bác nào giúp đi nữa, nhưng mà em phải dáng cố gắng ăn uống tẩm bổ vô. Chứ đâu phải là mình nằm ở đây mình không ăn không uống, hoặc là ăn mì gói mà để dành tiền tới lúc mà em lên mà đi khám lại á, có thể là cái tình trạng bệnh em nó còn nặng hơn nữa, rồi cái số tiền nó có thể còn hơn cái số đó nữa, em biết không? Mà sao mà nằm mà chịu trận đó mà ăn mì gói nữa. Ăn mì gói là có chất dinh dưỡng gì đâu mà để đảm bảo cho em được. Em có muốn sống cùng với con không? Dạ muốn, em sợ bỏ con á. Dạ. Nó mới có một tương lai. Bỏ nó là ai nuôi nó, ai lo cho nó. Cuộc sống của em không có cha rồi, em biết. Không có ai lo. Em mất cha năm bao nhiêu tuổi? Dạ, từ nhỏ. Từ lúc lọt lòng luôn hả? Dạ, không có cha. Không biết mặt cha luôn. Trời ơi. Nên em sợ con em như em lắm. Còn là sợ là con trai của em giống như em. Dạ. Tính ra con trai em là năm nay là được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 15 tháng. 15 tháng thôi. Còn quá là nhỏ của chú anh chị. Thì hai vợ chồng ở đây thì nói chung còn rất là trẻ. Có sức khỏe thì chắc chắn một điều là cũng không có nhờ tới kênh của Phong Nguyễn đâu của chú anh chị. Nhưng mà đang cái tình thế mà gần như là bác sĩ nói em là như thế nào? Dạ bác sĩ nói là phải đốt, không đốt là nó cứ vậy hoài, tại vì em uống thuốc rồi, uống thuốc 3 tháng rồi nó không bớt, nó cứ chóng mặt hoài, rồi nó mệt hoài thở không nổi, bác sĩ kêu đốt đi. Là cái vấn đề mà em nằm như vậy đó là bác sĩ có khuyên em là nên ít vận động hay là như thế nào không? Dạ có, bác sĩ kêu nó ít vận động, nếu đi nhiều quá thì nó mệt rồi, có vấn đề gì thì người ta không chịu trách nhiệm. À, là ảnh hưởng tới tính mạng đúng không? Dạ. Tại vì Phong cũng nói sơ với cô chú anh chị á, là biết là bên bệnh tim á, một là do kích động mạnh nè, hai là do vận động mạnh. Thì tại vì mẹ Phong đã bị rồi, lúc đó thì nếu mà chuyển lên không kịp á, thì cái tim nó không dẫn về máu kịp để nông ten á, thì cũng sẽ mất. Tại bên tim là nó dễ bị mất nhất. Nên là anh nói có gì đó thì em cũng đừng nên lo quá, tại vì anh nói để cho giống như là cô bác Mạnh Thường Quân với những khán giả là biết những cái câu chuyện của em là như thế nào nha. Dạ. Thì em đừng có buồn và đừng có giận anh nha. Dạ. Ừ. Giờ bây giờ em đang suy nghĩ điều gì nữa? Em lo sợ không đủ tiền đi chữa bệnh. Ừ. Đi mượn đã hết chưa? Giáp dòng hết chưa? Dạ giáp hết rồi. À, ba mẹ chồng em đi mượn hả? Dạ. Rồi nếu như mà anh đi xuống đây mà ghi hình chia sẻ mà không có được cái số tiền còn lại mà để giúp cho em là 60 triệu á, thì gia đình em sẽ suy nghĩ cái điều gì chưa? Có cái hướng gì chưa? Em không biết nữa. Em nếu mà họ định nhiêu hay nhiêu, còn nói thì từ từ em tính, em không biết. Nào được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Dạ. Chứ cũng chưa biết như thế nào hết. Dạ. Mà trong khi đó là bác sĩ kêu em là phải lên làm sớm. Bác sĩ kêu tranh thủ lên làm sớm.
Nếu để lâu có thể qua suy tim. Tại vì em uống thuốc thì nó không kiểu như nó không có tác dụng nữa. Là bây giờ uống thuốc là chưa, không có còn tác dụng nữa. Dạ, ngày nào cũng uống mà vẫn mệt. Bệnh tim gia đình em là có di truyền không mà sao mà mẹ em giờ chị em mất là cũng do tim. Em không biết có di truyền không nữa mà sao phải ai cũng bệnh. Rồi sao cô? Sao mà cô nghe con dâu cô trò chuyện với con mà cô khóc? Cô nói chuyện cho khán giả với con biết được không? Buồn quá, giúp nhau được. Giờ cô làm công việc gì? Bán vé số. Cô đi bán vé số. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Ngô Thị Bảy. Cô 51 tuổi. Cô Bảy, 51 tuổi. Là ngày cô bán vé số. Dạ. Một ngày cô thu nhập được bao nhiêu tiền? Con trăm mấy à? À, 100 mấy thôi. Còn chú có làm gì công việc gì không con? Bệnh anh cũng không làm gì được. Anh bệnh thoát dĩ đi điểm mà ta kêu mẫu á. Rồi mẫu 100 phần 99 phần đi lại được. Còn một phần đi không có được. Thành ra anh em tiền không có đủ tiền để mẫu nữa. Rồi mấy ngày hôm nay là cô là người chủ động đi mượn tiền. Đi mượn tiền. Mượn người ta không cho nữa chứ. Mình ta nói không, ta không có tiền. Làm bữa mình mượn bao lâu mà được 30 triệu vậy cô? Mượn lâu lắm rồi, mượn này mấy tháng rồi đó. Mình là mấy tháng dâu nhà bệnh tới nay. Nó nhà bệnh rồi, đi mượn cho nó. Là mượn cũng khá là lâu mới được số tiền đó. Chứ đâu có mau đâu, mượn chắc cũng 2-3 tháng mới gom được. 2-3 tháng mới gom được 30 triệu. 30 triệu cho đưa cho nó đi lên thành phố nó làm. Nó đi khám sao mà hao hụt hết nhiều rồi chứ không còn đủ 30 triệu. Bây giờ mà các bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà chị thần kinh tọa đau nhất số gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Không còn đủ 30 triệu đó đâu. Người với em bên người ta cho vòng vòng á, người ít triệu, ít trăm đồ á, thì nó cũng lo sức khỏe cho nó mà đi tới nuôi khám bệnh rồi thuốc men đồ cũng hết á. Bây giờ cũng đâu còn tới 30 triệu đâu, không có mấy chi gì. Cô thấy mấy ngày nay là mình đi kiếm tiền đồ với đi vay mượn người ta không có giúp cho con dâu mình nữa vậy đó. Dạ. Thì cô bây giờ cô phải suy nghĩ tới vấn đề gì nữa? Hết biết. Hết biết luôn rồi. Và nếu mà không có đủ số tiền đó giờ cô sẽ tính như thế nào? Giờ biết tính sao giờ, nghe mấy chú xuống mượn kìa. Con xuống con chia sẻ thôi chứ còn quan trọng là tùy duyên nữa. Dạ. Hay là cô gia đình ở đây cũng đừng có đặt cái niềm tin quá lớn vào con. Dạ. Tại vì hoàn cảnh bây giờ cũng quá trời. Thì nhưng mà thật sự mà Phong nói là ở đây hoàn cảnh của em Diệu là mới có 20 tuổi, còn đứa con khá là nhỏ. Thì người chồng cũng biết lo làm ăn, đi làm, nghe nói là làm từ nãy Phong có hỏi bà con đây, làm mà nghe nói từ sáng sớm mà tới nửa đêm mà mới về. Nửa đêm mới về. Lúc trước thì làm thì nói chung là cũng giống như là cô không có đánh đổi. Nhưng mà từ cái lúc mà người vợ phát bệnh giờ đó thì đi làm ngày làm đêm. Rồi ngay cả mà những cái chỗ làm mà đi tới mà cũng giống như là cũng làm được ít ngày. Nhưng khi là cũng mở lời, giống như cũng mở lời khó nói là để mượn tiền của ba anh chị. Tại vì bây giờ cuộc sống của chú anh chị thấy rõ ràng trước mắt đi. Thấy cô đây nè, đi bán vé số nè, rồi không có tài sản, không có gì hết. Rồi bán vé số ngày có trăm mấy thôi. Thì người mượn á thì phải giống như là người ta suy nghĩ giống như là cái tình lớn lắm người ta mới cho mượn. Chứ bây giờ là không có cái gì giống như là không biết thời gian nào sẽ trả lại số tiền đó. Thì chắc chắn là một cái điều nó rất là khó khi mà mượn tiền đúng không cô? Dạ, con cũng hiểu được cảm giác của cô như lúc này. Tại vì con cũng đã gia đình, nói chung là gia đình con cũng đã từng có những lúc mà gặp khó khăn. Hay cả là 1 triệu hay là 500 hoặc là 1-200 ngàn mượn chưa chắc người ta đã cho mượn.
Rồi mấy bữa nay á, là khi mà cô nghe được cái tình hình mà con dâu cô bệnh mức độ mà số tiền lớn đến như vậy đó, thì cô có giống như là cô có khi nào mà nghĩ mình sẽ bỏ cuộc không? Nếu mà cảm thấy không có chắc có thể bỏ cuộc chứ biết sao chứ. Cũng nhờ mình lòng hảo tâm người cho mà mới kêu nó dành dùm, gán dành dùm để chị. Nhưng con nó còn nhỏ quá, con nó còn nhỏ quá. Dạ. Gặp cô ở đây thì cũng bệnh đâu cũng quá trời. Nhà cửa bây giờ làm ăn mì gói nó lấy đâu mà ấy đó. Gặp hai bên mà không có bên nào cả nữa. Dạ, gặp đất ở dưới quê thì cũng chẳng bao nhiêu tiền ha. Gặp ở bên tôi cũng vậy, bên tôi thì có cái nền nhà. Dạ. Yeah. Ông xã bệnh rồi thêm con đi làm, có con nè, có một đứa con mà anh đi làm thuê là mướn nha. Từ ngày vợ nó bệnh tới giờ nó làm tới thứ phi nó mới về thôi. Rồi từ hôm vợ nó ngã bệnh mà tới nay tôi mới nghỉ bán cái số nữa. Anh lo cho nó, dạ, để đâu gửi ai được đâu. Dạ. Yeah. Nếu gửi nhà trẻ thì gửi tiền đâu mà gửi. Gửi nhà trẻ cũng không có tiền để gửi. À. À. Gửi nhà trẻ để tôi nghỉ nhà chứ gửi không có tiền cả gì không. Biết tới có cho gửi hay không. Nhưng mà cái bệnh tim đây bác sĩ đã thông báo như vậy rồi. Nếu mà thời gian để càng lâu thì cô cũng đã biết rồi. Biết rồi chứ. Là cô biết như thế nào? Sợ nó ảnh hưởng qua mình lại càng ngày càng nặng. Thì sức khỏe nó có thể nó sợ nó bỏ con nữa, tội nghiệp. Là sợ con dâu mình bỏ đứa con? Ừ. Trời. Thấy bên nhà chồng cũng rất là thương con dâu, cố gắng hết sức mà đi mượn 2-3 tháng mới gom góp là được 30 triệu đồng. Mà trong khi đó là bữa giờ thì cũng có chi tiêu rồi chút đỉnh này nọ của bác anh chị. Tại vì của bác anh chị biết rồi, hoàn cảnh mà khi mà bị tiêm á, số tiền nó đã lên tới hàng trăm triệu đồng rồi. Thì gia đình á, là phải nói là sợ nợ dữ lắm. Nhưng mà dáng để làm sao cho nó tròn trịa cái số tiền. Rồi dáng mà gom góp được đồng nào thêm hay đồng đó để cứu lấy một cái đứa con dâu của mình. Đúng cô? Đúng rồi. Dạ. Thì hàng ngày cô thấy hình ảnh của con ruột của mình là con trai á, thì đi về nửa đêm vậy cô thấy sao? Thấy tội nghiệp. Lúc nào mình đã không nhìn đối luôn. Trời ơi. Có khi nào nó con trai cô có than phiền hay là buồn một vấn đề gì đó không? Có thấy nó buồn mà nó không có nói, nên nói là nó buồn nó để trong lòng chứ. Mẹ gán giữ con đi. Con đi làm. Sáng ra cho bé ăn, không có gì được cho bé ăn, buồn cho bé ăn đâu. Buồn cho nó ngọt bị. Trời, thấy thương của cô quá. Đã thấy con cái của mình đi làm vậy chịu đựng đâu nổi đâu. Yeah. Nhưng mà trong cái lúc này tâm lý của con cô á, nhầm khi là đang quấn trí là một phần á, là lo gia đình, nhất là người vợ của mình nằm đây á, là cô cũng làm một cái giống như là con cái thường hay trò chuyện với mẹ á, cô tâm sự, nhầm khi là trong cái lúc túng quẫn, nhầm khi làm những cái chuyện gì đó không có hay hoặc là ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Thì cũng cho gia đình mình nó càng bế tắc hơn đó cô. Nên con nói vậy là cô cũng biết ha cô ha. Ừ. Ừ. Cái nhầm khi là bây giờ hết cách rồi cũng dán mà cứu vợ mình. Để cho con mình là không có bị mất đi người mẹ. Thì nhầm khi là làm cái này làm cái kia làm đâu có biết được. Gặp bà xui để bà bị bệnh là thành ra cũng đâu có giữ bé là phụ với tôi được đâu. Dạ. Yeah. Tôi phải giữ nhà giữ bé vậy. Cô nên là thấy hình như là lúc nhớ lúc quên chứ không. Đúng rồi.
chị vui ra đây, chị bệnh thì chị cũng lúc nhớ lúc quên. À, nhà này làm lâu chưa cô? Năm. Ừ. À. Thì sáng giờ con bé nó ăn mì rồi cô ăn gì? Chưa ăn gì hết ạ. Trời ơi. Vậy hai bà xui là chưa ăn gì luôn? Dạ. Chưa tự nhiên gì? Nhìn đói nguyên gia đình mình nhìn đói vậy hả cô? Lo cho con, đầu lo cho con đủ thứ. À, để con coi gì, nồi đâu trống trơn hết trơn, có nồi cơm không à? Nấu hôm qua. Nồi cơm nấu hôm qua luôn. Dạ. Trời ơi. Con dâu thì ăn mì, còn hai bà xui thì nhịn đói. À, cái bếp mình nấu đây luôn hả con? Dạ. À, là nhà không có toilet gì luôn. Là mỗi lần đi toilet thì cô sẽ đi như thế nào? Đi đi qua bên đó đi nhờ. À, đi nhờ bên đây ha? Ờ, đi khi tối thì lấy cái bô để kê vô cho nó đi. À, là con dâu của cô là ở ở đây thì đi gái. Toilet nè. Ừ, con gái. Dạ. Con gái của cô thì đi toilet bằng bô luôn. Ừ. Là cô phải đi đi đổ. Ừ, nó đi không nổi, nó mệt. Dạ, dạ. Trời, ở nhà mà sống mà không có toilet luôn cô chú anh chị. Lúc trước thì có nhưng mà người ta bây giờ lấy lại cái đồng phần đất đúng không? Ờ, đất rồi ông anh ổng lấy lại rồi. Ông lấy cho con ổng rồi, bà tạo mua. Dạ. Rồi cái đất này là của cô luôn ha, là mai mốt là tiếp tục là lấy thêm? Không, như đây cho luôn rồi đó. À, là phần đất bên đây là của cô ha, chắc cú ha? Ừ. Dạ. À, sao mà cô không bận áo mới mà bận áo dắt dĩ vậy? Tại ổng có tiền mua, đồ người ta cho không à. Trời ơi. Ở chồng sớm người ta thấy vậy người ta cho quần áo bận. Dạ. Nó thì con gái lớn của cô mất thì có gia đình không cô? Có đứa con 15 tuổi. Còn nó mất 25 tuổi. À, mất 25 tuổi. Tôi già rồi tôi chết cũng được, để có đồng nào tôi đo cho con tôi đồng nấy, đặng nó đo cho con nó còn nhỏ khổ quá chú ơi. Tôi khóc ngày khóc đêm với giá cho phủ quyền bên ngoài có giúp đỡ cho nó số tiền nó trị bệnh nó đó. Chứ giờ tôi đâu có bệnh hoạn, tôi đâu có mặn nổi. Dạ. Yeah. Thì bữa nay thì sẵn có con ở đây á, thì cô có muốn nói gì với chị xui của cô không? Dạ, chị xui bà cũng đầu bà cũng đi hỏi tiền, hai bên nào cũng nghèo hết. Dạ. Yeah. Thì cô nói gì cho chị xui của cô yên tâm đi. Nó mình tâm sự bình thường đó rồi cho nó. Vậy giờ thôi có mạnh thường quân lại lo cho cháu thôi, chị cũng đừng có buồn nữa, nuôi gia đừng có khóc nữa, chị gắng lo cho cháu đi, rồi hả có số tiền tôi đi nuôi con tôi này kia đừng cho nó mau hết rồi bệnh, chứ nằm tính không tiền nằm 8 ngày họ đuổi về. Này chị nhầm đủ con dâu đúng thương tôi thương nghe. Thì chị cũng thương tôi cũng thương. Người bên nào cũng có đứa cháu ngoại cháu nội con nó còn nhỏ quá, mấy vợ chồng nó còn trẻ quá trời à, mà mang cái chứng bệnh gì nữa gầu. Khi gặp trong gia đình mình không có tiền nhầm khi là gầu ai cho nhiêu cũng mừng hết trơn, nhưng mà giống như là quay qua quay lại nhầm khi cô không biết, hai bà xui thì biết nhìn thôi chứ cũng không biết. Dạ. Nói gì đúng không con? Dạ. Dạ. Rồi sáng giờ sao trong gia đình mình, chẳng lẽ cô nhịn đói tới chiều luôn hay sao? Có trưa rồi hâm cháo đồ lại ăn. Dạ. Con thấy nồi cơm mà. Nồi cơm nó nấu hôm qua nay. À. Gầu quá rồi cháu nó bệnh quá ăn uống không nổi. Thiếu tiền nợ cái nặng này kia. Rồi sợ chạy không nổi, gầu quá ăn uống không nổi chú ơi. Sáng giờ uống nước vô không mà không có ăn uống gì đó. Bữa giờ mượn trong cái số 30 triệu nó có ai là người ta kẹp người ta đòi không? Ta biểu 2 tháng tả anh ta đó. 2 tháng? Ừ. Trời ơi. Thôi mà nhầm khi con đăng tải lên thì nhầm khi có nhiều cô bác là cộng lợi với nhiều cô bác cũng có cho mình đúng không con? Dạ. Nhưng cô bác mà bây giờ thời điểm này á thì cuộc sống nhầm khi bữa nay với ngày mai đâu biết trước làm sao đâu. Dạ. Nên nhầm khi cô bác xem được chương trình á thì mọi người cùng chung tay. Nếu mà giống như là còn lay lắt được hoặc là con có dư giả phần nào thì mình
mình giúp luôn cũng được nữa. Tại vì trong cuộc sống bây giờ chỉ giống như em gái nó đã như vậy rồi. Ta mượn người ta vô kết 2 tháng tả anh ta, người ta không được cho đi đâu, người ta thấy nghèo á, người ta sợ. Dạ, bởi vì con nói là biết đâu là sau khi mà con đăng tải lên á thì mấy người mà cho mượn tiền vậy đó, thì người ta cũng thương rồi cho nó luôn, tại này cứu một mạng người mà. Dạ. Chứ đâu phải mà mình mượn tiền mà để mình làm cái việc gì không đúng không phải đâu, hoặc là đánh bài cờ bạc hoặc là cái gì đâu. Nên này là sử dụng chính đáng. Không dám ăn nữa, ngoài ra mua thuốc đồ với xài hụt. Có hôm 30 triệu mà xài hụt hết mấy triệu rồi đó. Dạ. Nói chung trong khoảng thời gian đó mà cô sử dụng mấy triệu vậy là cũng chi tiêu dữ lắm rồi. Trời, tính xài mua thuốc men đồ nó mệt, chạy ra ngoài mua thuốc. Vậy đi với người ta bắt đóng tiền này tiền kia. Rồi cô còn cách nào để cứu lấy con cô không? Không, giờ tôi thiệt bắt, bây giờ tôi khổ quá, giờ không có cách nào hết trơn. Giờ tôi sợ, nhiều khi sợ mệt, qua nằm sợ chết nữa. Sợ chết rồi bỏ con, không ai nuôi nữa. Rồi mẹ nó vậy rồi tôi vậy nữa. Là cô sợ ai chết? Sợ nó chết mà tôi chết nữa. Cũng sợ sợ hai mẹ con đi một đường luôn. Ừ. Trời ơi. Phải vậy. Nuôi nó tỉnh, cái bắt đầu người ta nói yên tâm, tiểu không có, cái bắt đầu tôi té ngửa ra tôi mệt. Phun mẹ ra đi con. Phun mẹ đi. Phun mẹ quá. Đợi mẹ, mẹ mày nghe thở sao ăn. Hôn mẹ đi, kia nó hôn mẹ nó đi. Ôi hôn kịch. Cưng ghê không. Hôn mẹ nữa đi. Hôn mẹ nữa đi con. Hôn mẹ đi. Hôn mẹ nữa đi con. Đứt cuộc. Sợ con quá mà. Sao khóc vậy em? Con người con em. Mấy tháng rồi đó. Hôm bữa giờ là cô cũng dước về bên bển để giữ phụ ha? À, dẫn con bé này về bên bển cô giữ phụ ha? Ờ, giữ phụ. À, nghe nói đâu mà. Đâu ai giữ đâu. Nãy là ai chở cô qua đây? Mướn đỡ ôm chở. Nhà cô không có xe hay là sao? Không có. Trời, nhà không có xe luôn. Rồi đi bán giấy số rồi cô đi bằng cái gì? Xe đạp. Ừ, chỗ cô cách nhà của bà Xuôi đây là bao nhiêu cây số? Ở chắc cũng xa mấy chục cây. Cũng mấy chục cây. Tại nãy Phong ghi hình á, là cũng có kêu là chở bé về đây để cho ông bà cô bác biết là một cái nỗ lực của giống như là một cái người mẹ là đang cũng dáng cố gắng có sức khỏe. Thôi đừng đứa mẹ với, đứa con. Đứa con của chú anh chị. Anh cũng thương mẹ quá nè, nhỏ xíu mà thương quá nè. Đút bánh liên tục luôn. Để gắn ăn đi con nó đút thế ăn đi. Gắn vui vẻ lên nha. Thế đút cuộc không? Đừng đưa nữa. Thôi con ơi, đừng đút mẹ nữa, đút mẹ hồi mẹ ngọc thở luôn á. Nè đút kìa, đút bà ngoại đi. Đút bà ngoại đi. Đút bà ngoại. Có cái bánh hồng mà chia ra hết cả nhà luôn. Đây gần quán tiệm gì không cô? Gần. À cũng gần ha. Ừ. Nhà mình còn gạo thóc gì không? À hết gạo rồi. Nhà cô bây giờ còn gạo thóc gì không? Hết rồi. Chưa hết đi hả? Mua đó. Dạ. Hôm nhờ chị ở đây chị mua giùm em ha. Em mua ít gạo với sữa cho bé uống tẩm bổ đi. Dạ. Đưa trước 500 đi ha. Thì chúc cho gia đình có gạo ăn. Chứ đi xuống về. Ờ, lúc ngoại đó con. Ngoài chạy, lúc ngoại em đi ngoài. Thì Phong cũng nhờ chị đi mua giúp Phong gạo đó. Với có thể cái gì có chất dinh dưỡng một chút ha. Gia đình bây giờ là cũng dán thu xếp tiền để gom góp đi mổ không mà cũng chưa đủ nữa. Mà bây giờ không ai dám ăn uống gì đó. Chị giúp giùm em ở đó đi mua về giúp em ha. Thay mặt gia đình giúp Mạnh Thường Quân gửi tiền để mua cháo đồ ăn rồi cho sữa rồi cho cháo không dài nó cũng ăn uống thất thường không có sữa sùng gì. Dạ. Dạ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, vậy đi ha chị. Dạ. Dạ. Anh chị là anh sao? Chị hả? Dạ. Chị là chị của con bé này mà chị họ. Chị nó sớm. Cũng như là mẹ nói với mẹ tôi là chị em bằng gì?
mà hoàn cảnh nó giờ khó khăn, con nó còn nhỏ vậy thì cũng nhờ mạnh thường quân thương tình nó giúp đỡ cho nó được đốt tim là có sức khỏe nó nuôi con của nó. Con nó cũng còn nhỏ. Dạ. Nãy em có hình như là thấy nhà bà chị bên kia là có bé cũng đang bệnh đó không chị? Ừ. Thì nói chung là gia đình ở bên đây thì ai cũng nghèo hết cho nên không có giúp được cho nó. Ở nhà đâu mà bệnh tật mà quá trời ở đất. Gia đình gì đâu mà mẹ tôi thì cũng bệnh tiểu đường, bệnh tim. Còn dì này thì cũng bệnh tiểu đường, bệnh tim, mà dì thứ chín cũng vậy. Nhưng mà nhẹ. Còn bé này thì nó bệnh nặng quá. Cho nên thì cũng nhờ mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho mẹ con nó. Đặng có số tiền đặng trị bệnh cho nó hết bệnh đặng nó nuôi con nó. Dạ. Yeah. Em nghe thấy cái nhà ở đâu mà giờ không có cái toilet gì, thấy mà mỗi lần mà đi vệ sinh cũng bất tiện quá hả chị? Dạ. Yeah. Lúc trước thì cũng có toilet nhưng mà sau này cậu cách nhà rồi cho nên thì cái toilet không có nữa. Dạ. Yeah. Nó đi bằng bô không, nó đi không có nổi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Thì còn mẹ nó thì đi qua toilet bên nhà em. À cũng đi kéo bên nhà em. Đi kéo bên nhà em. Còn bé thì cũng đi nằm ở đây đi bô thôi. Dạ. Yeah. Chứ nó bệnh hoài rồi cái con nó bệnh nhiều thì nó ngồi lên nó thở. Rồi khỏe khỏe thì nó nằm được xíu. Thì nó cũng không ăn uống gì được nữa. Hôm bé sáng giờ có ấy vệ sinh gì không á, để anh đi ra để bắt công rồi nằm trong khi nó ngại nó không nói á. Có toilet không em? Ừ có. Trời, cái bình nước cũng hết luôn rồi. Nội ơi, nhà gì thôi thua rồi. Nhà mà nước hồi nãy giờ không để ý nữa, giờ tới cái bình nước nữa. Hết nước luôn. Rồi cái bình nước hết vậy luôn. Cho nên hả, có nhiều dồn cho nó hết trơn mà. Giờ cái bình nước cũng còn khúc vậy nè. Trời ơi, ông nội ơi. Vậy cô có số nước không? Cô điện luôn đi chứ chờ gì nữa cô. Có số nước mà mình đi vô tắm đó mình chở. Cô phải đi chở hả? Ừ. Trời ơi. Cho nên mình đi chở. Thôi cô điện cho con năm mình đi, chứ con gửi tiền cho. Chị có số nước á, trên cái bình là có hết rồi, chị điện giúp cho em 5 bình đi. Nhà cái nước là 80-90% mà. Ê, coi chừng bé nè cô, coi con bé để chúng mẹ nó. Thế hồi điện thoại có gì đâu, đi con điện cho. Rồi ngoan đi cho ông bà thương mẹ nha. Dạ, cái chân nó nhức ở trong xương, nhức nó mỏi. Nhức trong xương hả? Dạ. Mà em có khám cái chân thử hay sao? Dạ, chưa có khám. Ừ, chủ yếu là bên cái tim đúng không? À. Cái chân em có bị teo rồi thôi, em kéo cái mền nha, em có lạnh không? Dạ. Lạnh hả? À, nó có bị teo chân không? Em không biết nữa. Nhằm khi cái phần nào đó là trong cái lúc mình sanh nở đó, thì đụng nước sớm không? Dạ, chắc cũng sớm. Ừ. Làm mình lo làm phụ chồng hay là sao mà mình phải đụng nước sớm vậy? Tại không ai nhà nên là mình tự làm. Ừ. Giống như là không ai ở nhà để làm những cái việc mà trong gia đình đúng không? Dạ. Ừ. Bởi vì khó khăn quá đâu có kỹ lưỡng được. Nhằm khi mới sanh ra da có mấy ngày cái là cũng làm luôn. Dạ. Bữa nay em thấy cái tình trạng sức khỏe em nó mệt dữ lắm hay sao? Dạ. Ừ. Sáng chóng mặt nhiều, bệnh là hôm qua là nó bị nhiều, nay nó bị nhiều hơn hôm qua đó. Tim nó để tim nó thì nó hạn chế vận động, nhưng mà đi đứng thì nó rất là nguy hiểm. Ừ. Em nói chung là em còn rất là may mắn khi mà có bên chồng của em á, là mặc dù là khó khăn đi bán vé số từ tờ vậy á, nhưng mà cũng dám là thu xếp để giúp cho em. Nhưng mà thương em dữ lắm á, chứ nhầm khi là những trường hợp nhầm khi là thấy bị bệnh vậy nhầm khi người ta cũng bỏ luôn à. Rồi anh thấy cái tình cảm như lúc này là một cái điều mà nó quý giá nhất. Thì có khi nào là em tâm sự với mẹ chồng của em không? Dạ cũng có. Có hả? Dạ có. Ừ. Nhưng khi em nói gì? Em kêu em tại lúc đó là em nói mẹ em không muốn cho mẹ đi bán nữa. Em nói như nãy em đi làm được, em kêu mẹ nghỉ ở nhà, đừng có đi bán nữa, nắng mưa này nọ. Như vậy mẹ hay chóng mặt lắm, đi té xe hoài. Là chạy xe đạp cũng thấy xe hoài. Chóng mặt. À.
À, cô xuống ngồi xích, xích lên ha, để cho cái mít nó vô xích xích lên con dâu cô nè. Ăn đều độ người tu cứ áp hoài à. À, con thấy đôi mắt của cô hình như là mất ngủ lắm phải không? Đúng rồi. Mắt nó sưng húp lên luôn á. À, mất ngủ. Em bệnh mà thì cũng không dám đi khám, nó khám mặt sợ nó té ra nhiều tiền, không có tiền để. À, cũng sợ đi khám là lộ ra bệnh này bệnh kia nữa. Bởi đâu dám khám nữa. Trời, thế mà thương quá, cũng biết sao giờ. Con cũng dán trò chuyện với cô, với con dâu của cô để biết cái nỗi khổ của mình nó như thế nào, để cho cô bác biết rồi giúp cho bé nó sống mà nuôi con hả cô ha? Từ hôm mà dâu bệnh á, gần dài trước đây chị Xuân ở với chị Xuân ở tâm tư giữ con đó, chứ giờ chia nhau là ấy, chứ giờ mình tôi thì làm đúng không phải nữa. Dạ. Chứ giờ lớp con bé rồi lớp dâu bệnh nữa, rồi thấy chị hoàn cảnh với chị Xuân cũng bệnh nữa, rồi đôi hôm nay cũng tội nghiệp cho chị Xuân. Mình cứ dâu vậy mình lo dâu mới đúng chứ. Trời. Cảm thấy thương gì đấy, em chị Xuân bệnh, cô nghiệp đó. Nghe cô nói mà thấy thương quá. Cô nói là giống như là có dâu, cưới về thì cái nhiệm vụ là bên nhà chồng phải lo. Đúng rồi. Bây giờ chị Xuân chị bệnh á, ta thấy đưa dâu xuống đây cũng không an tâm không. Dạ. Yeah. Rồi hôm bữa là hai vợ chồng nó cưới xong á là ở đây hay là qua bên nhà bên bảnh ở thì cô? Ở bên chồng không ạ? Bên chồng ha. Ừ. À, lúc bệnh là mới lúc về đây. Mới về đây cho nó về đây gửi chị xui á. Đâu giờ chị cũng gắng đi chứ giờ một mình tôi cũng lo cũng phải. Lớp cháu rồi lớp dâu nó sao lo. Rồi cô có bao nhiêu người con? Có một đứa à. Trời, có một thằng con trai vậy thôi. Ờ. Trời ơi. Thì cô chạy đi bán vé số, có khi nào cô bị té gì không? Té hoài, do cắn xương khớp. Thì cũng bị té hoài luôn. Ờ, té hoài, chốc mặt là té, chốc mặt là té. Những lúc cô té xuống như vậy, cô suy nghĩ điều gì? Hết biết suy nghĩ, lấy gì suy nghĩ. Cũng hết biết đường luôn. Chốc mặt rồi. Dạ dạ. Con nó cũng kêu nó, ôi mẹ chóng mặt mẹ té hoài nguy hiểm quá. Thôi mẹ nghỉ bán đi, còn không có mẹ đi bộ đi, mẹ đừng chạy xe nữa. Mà không chạy xe thì đi bán đâu có được mấy tờ đâu. Nhọc nhọc nó đâu có được. Bán không chi phí đủ. Là con trai cô nói hay là con dâu cô kêu nghỉ? Con trai mượn dâu luôn. Dâu luôn. Rồi đợi cũng cứng cát rồi đi làm để cho cô cũng ở nhà giữ cháu ha. Ừ. Nhưng mà chưa kịp gì hết trơn là như vậy. Đã dâu bị bệnh nữa. Dạ dạ. Cũng khổ. Thì trong khi đó là chú cũng bị bệnh nữa. Ừ. Thì anh cũng bị bệnh luôn. Anh bị bệnh ra giò teo luôn rồi. Là chân teo luôn. Chân teo luôn, mổ đâu được đâu. Bác dạ, sĩ dạ. Nó mổ được. Nếu mổ là chinh chính là thế phần chết rồi đó. Cái đó là kêu bằng bệnh gì mà cái chân teo cô? Thôi chỉ đi điệp. Có bị thần kinh tọa không? Không, mà cái anh bị cái cột sống của anh bị sao? Bị thoát vị đi điệp mà không biết bị sao tôi cũng quên rồi. Dạ dạ. Ờ, chụp bên gai trên thành phố á. Về rồi cái đầu bác sĩ nói vậy á, rồi giờ đâu có mổ được đâu. Mổ là cũng cỡ một gần cả 100 triệu đó. 90 triệu rồi vậy à. Mà bác sĩ là hồi tốt hết rồi đừng mổ. Nếu mà mổ ra chết cũng vậy à. À lớn tuổi thôi không? Vậy trong gia đình mình là suy nghĩ là giống như những cái người mà lớn tuổi là hôi buông xuôi hết. À buông xuôi giờ tới đâu hay tới đó rồi sao. Phước chủ mai thầy gì đó không biết ảnh đi nhờ người ta chỉ rồi thuốc đắp á, cái đắp anh sống được đâu mấy năm nay cũng đỡ. Dạ vậy là đỡ, cũng có đắp thuốc cũng đỡ. Đắp thuốc cũng đỡ.
rồi cái mấy cỡ 2-3 năm nay họ không có tiền, họ không có đi hốt thuốc đắp nữa. Mỗi lần đi hốt thuốc đắp là một tan thuốc là tới 500.000 triệu, mà đi một lần xa lắm, mà đi một lần không biết ở đâu á, ta chỉ ở đâu là xa lắm, là phải hốt đôi ba than về đắp một lần. Dạ. Yeah. Một than vậy 500. Sao mà con nghe cô kể cuộc đời của cô sao mà nó thê thảm quá. Rồi không? Giờ có đứa cháu an ủi nè, bây giờ mà mẹ nó vậy nữa. Mẹ nó vậy nữa. Mới đi xin ăn nhãn nè, ăn ké nữa. Chú Phong dở quá, quên mua bánh cho con. Thấy tình cảnh gia đình về, nhầm khi con muốn nói chuyện con phải cũng phải cân nhắc rồi này kia, cũng khó nói quá. Gia đình mình khó khăn giống như là tận cùng rồi. Mượn thì cũng đã mượn hết rồi. Nói chung là giờ có một thằng con đó là trụ cột trong gia đình luôn rồi đó. Là nó bằng vừa lo vợ, vừa lo cha mẹ nữa. Thấy cái đó tội nghiệp. Nó làm tới nửa đêm nó về không. Rồi chỉ chở nước nữa nè. Đây điện thoại nhầm khi ít mua nước á, nên là người ta không có giao. Dạ dạ. Gặp chị, được gạo, được sữa rồi. Số tiền còn dư đưa chị trả nước luôn rồi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Số tiền nãy 500 mua sữa, mua gạo, còn ngoài xe còn dư em đưa cho chị trả nước. Dạ dạ không sao đâu. Dạ dạ. Dạ, dạ. Để em thấy nha, mừng chở có bánh cho bé à. Trời mới nói à. Lấy bánh cho bé uống đi ăn đi cô. Rồi, thấy thương ghê của chú anh chị. Đây, bịch gạo với sữa. Những hình ảnh quá dễ thương của bà con. Chiều nay có gạo ăn rồi. Để ăn mì không? Cảm ơn chị trước nha. Dạ, dạ rồi. Dạ. Chị ấy sữa cho nè, ấy sữa cho con bé nằm nó uống đi. Thì sáng giờ ăn mì xong sao ấy được. Rồi ngồi dậy đi chút xíu được không em? Dán tựa tựa lên nè. Dán coi chừng nha, nhẹ nhẹ thôi. Từ từ chịu nó lại. Trời khổ chứ con. Nè con uống đi con. Sáng giờ con không có ăn mì không ăn sao mì chịu nổi. Mà bệnh mà ăn mì. Hợp mua sữa mua được có mấy lốc à. Em sợ không biết là uống được chịu sữa này không, em không dám mua nhiều. Ví dụ được thì mua thêm. Chứ không dám. Dám uống vô đi em. Nói vậy. Ê, đừng ăn con ăn lỡ một nhãn. Bệnh mà mệt rồi ăn không nổi nữa, rồi nhà không có gì ăn, ăn mì, bệnh mà ăn mì sao mà có sức. Ê, đừng ăn con ơi, con lỡ một nhãn vô chết luôn hả? Không có được. Bệnh tật là yếu rồi, chồng đi làm về thấy mệt mỏi rồi, nó cũng lo nữa. Trời, thấy rầu lắm. Dạ. Ngon em? Ngon hả? Vậy không hết đi anh trò chuyện, anh gửi ít quà ha. Dạ. Lấy cho con bé ăn hộp luôn đi cho nó uống đi cô. Trời ơi nước rồi. Nước là mình cái cần thiết là mình ấy hàng ngày, chứ mà bây giờ thôi kệ lấy. Dạ, chở 3 thùng nữa thôi cô ha. Về đi. Dạ, bởi chị của chú anh chị vô nãy giờ ở nhà không có nước uống, lấy đâu Phong uống. Trời ơi. Thấy khổ ghê. Nhà còn không có giọt nước để uống đâu mà. Ừ, ấy cho con bé uống đi để nó lục kìa. Nó chắc nó cũng thèm dữ lắm rồi đó. Đói rồi đó. Đói rồi. Sáng giờ bà nội cho ăn gì? Ngồi lên em mệt dữ không? Ngồi lên nó đỡ dễ thở. Ngồi đỡ dễ thở hả? Sao nãy em không ngồi lên? Ngồi chống mặt. Ngồi nó chống mặt. Dễ thở mà chống mặt. Em thấy hình của anh rõ không? Người xung quanh á, thấy người xung quanh rõ không? Nhưng không rõ. Ừ. Cô nói đói cho nè. Xin con da cái là bị luôn.
hiểu không? Từ sáng giờ nó trời, thấy con có bánh có sữa nó cũng mừng không? Con em mừng không? Em vui. Mẹ con có giò mà đút mẹ chứ vậy? Ừ, đút mẹ nấu. Ờ, nó thương mẹ dữ à. Rồi hết, mẹ uống hết rồi, con có mẹ đi, đút mẹ đi. Có đau bụng không làm thêm hộp đó đi. Ừ, sao không uống nữa? Để cho con em nó uống. Trời ơi, không, hết đi anh mua cái khác nữa. Giờ thì Phong Nguyễn cũng đã chia sẻ những hình ảnh của em Diệu ở đây, mới 20 tuổi à. Có người chồng cũng còn nhỏ với một cái đứa con mới có 15 tháng à. Trong khi đó là mắc một căn bệnh là phải nói là bây giờ tính từng ngày, tại vì bệnh tim á, thì không có để lâu được. Chứ mà bây giờ là bác sĩ là yêu cầu phải có là 100 triệu để mà lên cái ca mà để đốt, sao em? Đốt dạ, hả? Dạ đốt. Đốt qua 3D ha. Tại vì cái việc á, mà em nó bên tim á, mà bây giờ nó bị những cái lỗ hổng trong tim nó bị lủng, nghe nói là đường bị 3 lỗ, phải đốt những cái phản chỗ đó. Thì nếu mà em nó vận động hoặc là đi đứng á, thì có khả năng là ảnh hưởng tới tính mạng. Thì cũng mong qua chương trình ở đây á, thì cô bác Mạnh Thường Quân xem được á, mỗi người giống như là cô bác có duyên á, thì mỗi người cùng chung tay một chút để giúp cho em Diệu cứu lấy tính mạng. Ở đây là giống như là tính mạng của một con người. Là bây giờ là gia đình thì hôm bữa là cũng vay mượn vòng vòng cũng được 30 triệu với bên cái cô giáo chủ nhiệm á, là cũng gom góp đâu nhà trường hay là bạn bè của cô á, được 10 triệu là cũng gần 40 triệu đồng, thì khoảng 60 triệu nữa thì mới có thể là lên cái việc mà điều trị cho em Diệu ở đây. Thì cũng cầu mong quý khán giả với Mạnh Thường Quân thì cũng thương cho em nó, mà cho em nó một cái cơ hội được sống bên cạnh gia đình, nhất là sống với chồng, với đứa con còn rất là nhỏ. Thì bữa nay anh đi xuống đây cũng muốn hỗ trợ, xin Mạnh Thường Quân hỗ trợ em một cái phần nhỏ nhỏ trước ha, để có chi tiêu ăn uống đâu. Thôi để anh cũng xin phép Mạnh Thường Quân để gửi cho em ít quà ha. Dạ. Ừ, để chi tiêu ăn uống đâu. Chứ bây giờ bệnh thì cũng đã bệnh như vậy rồi, chứ đâu phải mình nằm như vậy mình không ăn uống thì là một cái kết quả, hoặc là để dư số tiền đó ra thì cho nó được trị đâu. Thế nhưng khi tới lúc mà em đi lên chợ nó bệnh còn nặng hơn, còn tốn tiền giữ để giữ nữa. Ha. Thì nãy đồ ăn thức uống với nước nôi đó, thì cái đó anh xin phép là anh tặng cho em ha, với gia đình ha. Dạ. Tặng em cái phần đó 500 ngàn là của anh tặng cho gia đình em. Thì để tiếp tục thì anh cũng xin phép Mạnh Thường Quân để trao cho em ít quà. Đây thì có chú Thanh Cường ở Mỹ là gửi tặng em 1 triệu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chú Thanh Cường ở Mỹ tặng em 1 triệu. Ừ, với Phong Nguyễn cũng xin phép là chị Liễu ở Úc, chị Liễu Vinh Khánh ở Úc là tặng cho em nó 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chị Liễu Vinh Khánh ở Úc em. Dạ, xin cảm ơn chị Liễu Vinh Khánh ở Úc cho cho 1 triệu. Thì để tiếp tục thì Phong Nguyễn cũng xin phép anh Di ở Mỹ gửi tặng cho bé nó 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái 1 triệu của anh Duy ở Mỹ hả em? Dạ, xin cảm ơn anh Duy ở Mỹ. Với phần quà cuối cùng thì Phong cũng xin phép là cô Huệ Tịnh cùng gia đình cô ở Đồng Tháp gửi tặng cho bé 1 triệu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 10 triệu đồng ha, ủa 1 triệu đồng của gia đình cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp. Dạ, xin cảm ơn gia đình cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì em muốn nói gì thêm không, sao khóc? Dạ, em cảm ơn mọi người, quý Mạnh Thường Quân đã cho em tiền. Dán ăn uống vô, tẩm bổ vô. Dạ. Với mua sữa cho con em uống. Còn cái việc đó thì duyên tới đâu mình tính tới đó ha. Hai em? Dạ. Để động viên chồng đâu. Để đi làm rồi nhầm khi làm tối về sức khỏe không có. Rồi bên cạnh đó thì nó suy nghĩ rồi nhầm khi nó tiêu cực rồi nó ảnh hưởng. Rồi vừa công việc nó làm không có thuận lợi. Rồi bên cạnh đó là những cái điều nó khó nói nữa. Dạ. Hai em ha. Cảm ơn Mạnh Quân đã giúp con tôi.
chân thành là cảm ơn. Dạ. Bây giờ em cũng không biết nói gì hơn thôi, em cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp cho cháu với em, nó có số tiền đặng chữa trị, đặng nó có sức khỏe để nuôi con, con còn nhỏ quá. Dạ, em rất cảm ơn nhiều. Rất cảm ơn Mạnh Thường Quân cho tiền con tôi trị bệnh này kia, tôi rất đội ơn nhiều, tôi khóc ngày khóc đêm, giá kẻ xa người gần có cho tiền nó chứ giờ hết khả năng lo rồi. Khi nghèo quá hết khả năng lo. Dạ, hồi gắng cố gắng thôi cô ha. Dạ. Chứ, sợ nó chết nó bỏ con nó ai nuôi. Tôi dạ. Già tôi chết cũng được, nó nhỏ. Gia đình nghèo mượn không ai cho hết trơn. Dạ. Chị có chút đỉnh tiền thì chút kiếm gì mua ăn ăn uống đi cô. Dạ. Cho có chất dinh dưỡng một tí. Tại nghe nói anh Tâm tiểu cái tôi xỉu tên bệnh viện luôn. Dạ. Thì thôi cô nghỉ ngơi ha, cô nghỉ ngơi, gia đình nghỉ ngơi nha con. Cô cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho con tôi nó qua cơn ngặt nghèo, cơn khổ bệnh đó, này kia. Dạ. Thì thôi trong chương trình ngày hôm nay thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn tất cả quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân đã cho Phong những cái cơ hội, những điều kiện đi để gặp những hoàn cảnh và san sẻ những tình cảm đó. Thì cũng mong qua cái clip này thì cái số tiền còn lại là 60 triệu đồng thì gia đình cũng không có biết là để phải kiếm ra sao và như thế nào nữa. Dạ, thì, không có kiếm sao nổi. Dạ, thì cũng mong quý Mạnh Thường Quân là có thể xem thấy thương trợ duyên để cho cứu lấy mạng sống của em nó. Dạ. Thì hồi bây giờ con thu xếp con đi về nha. Dạ, hồi dạ. Uống nước đi. Dạ, dạ, dạ. Rồi anh chào em nha. Rồi, dạ. Cố gắng anh em, không sao đâu.